Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bọn mình sẽ đi mò cua bắt cá nha mọi người. Đây là trên đường đi bắt cá nha mọi người. Phía trước là Nhãn, Sương, Tuấn, còn đằng sau mình là Trường với Mang, còn mình là cameraman nha mọi người. Mình thấy hai con cho màu hồng nha mọi người, da màu hồng. Rồi Tuấn đã hai quả gì mình không biết tên nha mọi người. Quả này ăn thì hơi ngọt chút nhưng mà có mùi thì lại lạ lắm mọi người. Quả này là quả của mẹ thiên nhiên. Và bọn mình tiếp tục đi nha mọi người. Mọi người cùng theo chân mình để bắt cá nha mọi người. Cắt ốc nha mọi người. Ốc này là ốc Sipa nha. Mình qua đây phát hiện có một cái hồ nó khá là lớn nha mọi người. Nhưng mà bọn mình không bắt cá ở đây nha mọi người. Sợ hồ người ta nuôi cá ở đây mà người ta không cho, nên bọn mình đi thẳng bên kia để bắt thôi. Mấy thằng kia thì nó phát hiện hai trái ủi, rồi bọn nó hái ăn. Ê, tụi mày review thử đi, xem nó có ngon không. Chịu nha, mình sẽ cắn thử một miếng nha. Thấy là giòn, vẫn nó ngon nữa. Đây là ủi Thái nha mọi người. Ủi này là ủi Thái Lan, ủi của Phan Lan Tuyên Group. Đây, ủi này có vị độc á, ăn thấy vô trời nó ngon. Xin chào mọi người, đây là trên đường đi bắt cá mà không có chủ bắt cá luôn mọi người. Anh em đã tìm thấy chủ bắt cá rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ đi thôi. Phía trước là hồ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà trong đó không biết nhiều cá không. Giờ anh em mình đi bắt thôi. Đầu tiên là mình kiểm tra xem có chủ bắt cá không. Hồi này không bắt được đâu, nó ngứa. Và mình sẽ đi bắt cá thôi. Mình là cameraman nha mọi người. Ta đã phát hiện luôn bớ rồi.
Đu. Con cá nhỏ nhiều thế mọi người. Mình thấy được nha mọi người. Đây là giúp giùm chị. khu suối này có cá nha mọi người. Anh con hãy que tụi mình đánh nhau này anh con. Đây là tên niên võ thuộc. Đâu? Con cá mà. Đây là con cá đầu tiên này mọi người. Nè. Đâu? Ồ nè có cá mà, tao thấy cá gì nè. Mà. Đó tao cũng thấy cá mà. Nè, con cua, con cua. Bắt luôn không? Bắt bắt luôn, bắt luôn. Con cá đâu? Thì nè nè nè. Ờ có một con cá. Ê hai con. Hai con. Bị đâu đâu? Bị đâu xương? Con thứ ba này con, ba con. Bắt được con thứ ba nha mọi người. Con có bị. Quên bị mẹ rồi. Anh em ơi, có gì anh em? Đây là con cá gì đây? Ủa, có mồi nhậu rồi anh em nha. Đi có hai con cua luôn mà. Đâu? Nè, cái này là cá. Nè, mình có biết tên cá này nha mọi người. Cá la bi đúng. Cá la bi đúng. Đây là con ốc. Ốc bơi luôn nha mọi người. Ốc bơi luôn. Ừ, cái này mọi người. Bị không có bị nữa. Không có bị mọi người. Ôi con tôm Alaska nhiều này. Tôm không? Tôm Alaska không? Tôm Alaska nhiều người lê luôn mọi người. Con có bị nè. Con có bị nhà con vậy? Nhà có bị không? Đu bò có bị không nhỉ? Có bị không? Tôm á, tôm hôm á. Có bị sao đâu. Đu bò đi. Đi có. Bò luôn trong cặp đó. Bò nhiều mũ đi. Bò trong mũ. Bò trong mũ để đi không? Ờ, trong mũ này nè. Ờ. Nè anh em. Mũ này mũ tôi xinh năng lắm mới có được gì đây, đây. Cái càng con cua bự hơn cái con cua nữa cạc uống mấy xong rồi nè. Ôi nè con cá nè con cua lồng nè từ từ kiểm tra cua đã siêu làm đây cá từ từ nhá đã xong thì có thì là khác chị khác lắm mọi gì có tôm Alaska này lên đây là tôm Alaska nha mọi người tôi tự là mới qua thì tôi nhận quá tà đồng siêu quá tà đồng siêu. Ê, bắt chọn ba kia, ba kia. Còn một ngon đủ. Đâu? Tâm tâm hồn. Này xuống xuống qua có nhiều rồi. Bên này có phát hiện hàng con cua này. Dẹp đâu? Dẹp đêm. Cái thằng này cái thằng con cua. Thằng. Dạ 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 dạ. Đây là con cá nha mọi người. Cá với cua, cua hoàng đế, tôm Alaska và cá cá chép nước Mỹ. Có cá chép được. Nè con cá nè, con cá nè mọi người. Mình đã bắt được con cá này. Thật là nhiều anh em ạ. Thật là nhiều luôn mọi người. Ốc nữa mọi người. Cá này mọi người. Đây cá này là cá. Ý con gì đây? Mẹ cút. Cá này là cá pino của anh mang nói. Nè cá. Này có nát dữ. Đây là ốc gì mình không biết nhầm. Ốc sa lung. Ờ. Bò vô đây đi. Ốc này là ốc châu. Ốc bù lùn. Đây là ốc bù lùn. Ốc sa lung. Kì có bên này thì bắt bên này đi. Có đi bắt làm gì bên nào? Bỏ đi. Bỏ đi. Mình đi bắt cá đâu bắt con cá đâu. Được rồi á. Bắt không? Cái này ăn được á. Từ cái tôm này tôm. Tôm Alaska mọi người. Tôm Alaska. Bỏ vô. Đây nha mọi người. Bỏ đi. Đây này con này. Đây con ốc này. Mình thấy con nào bắt hết nha mọi người. Con cua á. Bỏ đi. Đây con tôm Alaska. Kim đi kim. Tôm Alaska. Nè đây là con tôm Alaska này. Hả? Ôi, này có cá này. Này. Đây là cá bồ đồ cây bồ đồ layer. Đây là kiếm cá của thì nó còn ở trong. Nè cá này nè, được thề là. Đúng không? Đúng không xong rồi. Cái này là làm bơ. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Đây nha mọi người. Từ đã là làm cái trên này đó. Măng. Còn cái này tao lấy rồi. Nó cũng vừa rồi.
Hai anh đang bắt hải sản nha mọi người. Đây là hải sản của nước Việt Nam đặc sản tại Malaysia. Đây hải sản của Việt Nam bắt tại Malaysia. Cá rô mọi người. Mình đã bắt được con cá rồi mọi người. Quên. Đây nha mọi người. Bắt. Sản phẩm. Đây con cua hoàng đế mọi người. Cua hoàng đế. Quay cảm thấy con. Bơ ăn cho tôi đây. Đây, con cá. Cá rô phê của Nam Mỹ. Đây là con cua lớn. Ui. Tôi đến nó chết đâu. Ui, con cá này. Chết đâu, chụp bạn. Mày chụp bạn mày. Tôi thấy rồi. Tôm. Tôm này được bướng ngon. Tôm hùm này mọi người. Con cua lại bé càng nha, chứ để nó cắn con khác á. Có đâu, nó cắn lồn bự đó. Bé càng á. Măng càng nhỏ nhiều. Để đó đi, chắc không sao đâu. Hơi gì không sao, lắc ta. Đây là cua bồ đồ đây ơ. Cá... Nó bơ bơ nó đang kín ẻ á. Mà tè hồi đôi hôn không tí. Nhưng yêu vậy. Này, những con ốc. Bồ này ra. Đây là con tôm, đây là tôm hùm này con. Đó, tôm hùm khá là nhỏ bé. Con lưu lai. Siêu bò vô hùm. Tôm, con cá chép. Siêu bò vô hùm. Ê, bác con cua này gì? Cua thui hả? Cua sữa. Cua nó thay vỏ. Siêu què. Ờ, bác cua đó. Con ta gọi là cua sữa. Bác hay ốc không nha. Kim ốc nó mà bự nha. No. Nhỏ hả? No, bút bi ni lông vậy? Phải mình nói á. Nó mua ai cũng bê. Kì nào khá sáng mai mong tay. Mọi người sẽ cắt được vậy á. Tất chụp phân được. Bằng luôn. Hay bà lệ bà hoa. Mà lầm. Hay bà lệ. Ta lưu. Đồ. Hay là chỗ đắt. Trong hồ đó có con ếch đồng. Con chim rõ. Con chim rõ. Kêu. Ôi. Vô đây nha mọi người. Nó hu đạp đây nó. Thọ hu đạp đây vô. Kêu luôn. Thử đi lớn. Chưa biết cả. Chơi lớn luôn. Người ta đuổi chạy. Tao có quay video luôn nha mọi người. Mình không sợ đâu. Tôm nhiều. Nó mà to là đá đúng không? Ừ. Con này chắc ăn được. Quá nó. Ê chơi hồ. Quay gì đây mọi người? Chơi luôn. Chơi luôn. Bắt con ếch đòn á. Lấy tay lại. Kia. Ui nhăn đi nhá. Nước này không sao nha mọi người. Người ta cũng bẫy thôi. Người ta bỏ mà chứ nó bảy. Ờ, kiểu là người ta bỏ. Bảy phần người ta bỏ. Ờ. Ý, xin chào này có. Ý, thấy nước.
Xuống dưới một cua. Bên này có bể này, bể này. Đó, cái này hả? Đúng cái này, qua trái này. Qua trái không con? Nên là... rớt xuống dưới bùn này rồi. Xem kiếm. Ủa đâu rồi ta? Ủa? Chỗ ngăn con tuấn á. Kìa. Tôm bự cái đó hả? Dạ. Ủa? Ở đây thua rồi, có đi đâu. Nó nhẹ, chắc nó nhẹ trong xương lắm á. Con tuấn nó chóe lắm. Giữ luôn nó bự. Ờ, để nhà với tao làm nè, đi. Nè, tôm này. Nè, cái này. Tôm nhỏ, hồi nãy tôm to. Đây. Không có con tôm nào. Má không kiếm con bự mà khó bắt lắm, con bự. Mẹ nó ở ngay cái đây rồi nè, biết kịp bắt luôn nè. Cá này. Nè, ở đâu đó. Ở nó kia. Con cá dễ chết. Xem. Chứ mà cái chân chỗ đi. Đồ má tôm bự mất rồi. Tôi ăn đây nè. Làm gì thế một con nè mà. Đây nè. Alaka con. Đây. Ôi, tôm alaka mọi người. Nhiều con cái sao? Không phải. Chỗ nào đó? Bên kia con. Hụ đâu sâu hay sao? Sâu, đi coi. Coi cái thử luôn đi. Bắt đầu. Cái người này sâu. Thôi mà chậm. Đổ tí nước, đổ ít đường, kho siêu làm. Chờ. Siêu làm được rồi. Siêu lấy xó. Nhưng cối. Ôi, con cá. À, cá đồ cá hiểu. Nè. Cá bên đây nè. 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 Ôi. Cua kìa. Nè, đây. Bắt ốc lông cha cho rồi. Bắt ốc mà. Bắt hết. Tôm bự. Lên kia cô con cá đồ đi. Nhặt ngay chị để này, nhặt đi đi. Mày ra vô. Ủa tụi mày làm cái cục nhỏ này. Bọn mình sẽ bắt đi theo đường con suối này nha mọi người. Con tôm. Ơi, sao không. Con là quái gì vậy nè. Cái thằng nào đây? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồng. To anh em ạ. Đây mọi người. Thì có ý anh mình xin lỗi hay không? Qua bên đây nhận, qua tay anh, qua tay anh. Ui ui. Cái hình dễ lắm. Có rũ đồng nhưng mà. Cái tôi đây vào đây đi. Cái này mới tao cũng biết được. Chỗ con nước xuống á. Rất kêu răng này. Được rồi, đi thôi. Mình phải bày bán bán bán. Siêu bớt được con răng ở đây đúng không bé? Ok không? Bên nào hả? Gặp bên nào mình sao luôn. Mình sẽ sao. Sao ức. Đi lồn không nha các bạn. Con. Có cả lúc khi. Lúc khi cũng con. Mẹ năm con này lắm. Mẹ ốc nha. Đố đi cho nó. Cá cá chết rồi. Đi, đi tôm. Tôi nhặt đố đi. Đố. Jadi kaprong kan kau? Wah, kat dia. Tak oi. Mang. Mang kuat ni mang. Ma kêu xe mày nó tuộc mày. Căng chữ. Dạ. Đây là kết quả của bọn mình nha mọi người. Bỏ đi đây đi. Đó, bỏ đi mà. Này ăn đêm văng ý. Con cá hơi nhiều đấy. Bé càng cua đi. Đây mọi người. Kim cua. Nó cắn luôn bự luôn. Ngọc trai này con cá này mọi người. Ngọc trai. Ngọc trai này con cá này mọi người. Cái mồm xương. Bỏ trong này không? Ờ bỏ con cá vô đó. Bỏ mai con kia trước á. Bỏ mai con ngọc á. Rồi tôi mình sẽ nướng nha mọi người. Nó kẹp cua. Lấy thêm. Giờ bọn mình rửa sạch rồi mình đem về. Nhang chứ cái mông. Hai vào bên xuống này. Ê cô quay chạy kìa.
Nhập sát chơi gợi nhà vô. Tao đứng lấy ông tôm tôi tôm kia. Được chai luôn. Chiều chiều nó tôi nhưng mà ai nó ngồi. Chiều nó tôi. Đây luôn hả? Ghê vậy? Gần đây luôn. Áo thiệt. Ít ít à. Nương á. Nương được rồi, nương này nương. Mỡ gọi là mỡ. Mỡ lòng. Đây là con trà đoá. Ê trà đoá đệ bì vô. Trà đoá đệ bì. Start. Thật là con bên kia bằng dây con bẹn rồi. Cô bó khác hả? Giờ bọn mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người xem video hay nhớ like cho mình nha mọi người. Nhớ like mọi người. Nhớ like mọi người. Nhớ like mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye.